Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Việt Nam và Thế giới của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam-Nhật Bản kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là năm thứ ba liên tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và dự các hội nghị quốc tế tại Nhật Bản. Vì thế, Thủ tướng Shinzo Abe luôn gọi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người bạn thân thiết của ông. Đây là điều không thường xảy ra trong quan hệ giữa các nước, nhưng cũng dễ hiểu nếu nhìn vào quan hệ giữa hai nước gần đây. Bởi lẽ, 3 năm qua, ngoài các cuộc hội đàm chính thức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe còn có chuyến thăm phố cổ Hội An sau hội nghị cao cấp APEC vào cuối năm ngoái. Và câu chuyện về Hội An và Chùa Cầu đã được Thủ tướng nhiều lần nhắc lại trong chuyến thăm Nhật Bản lần này và coi đây như là biểu tượng của mối quan hệ có từ nhiều thế kỷ trước. Chính từ sự tương đồng về văn hóa và mối quan hệ từ rất lâu đời đã tạo nên nền tảng cho mối quan hệ rất sâu sắc về kinh tế và tin cậy cao về chính trị giữa hai nước. Điều này được thể hiện qua việc Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam và chuyến thăm này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Nhật Bản coi như chuyến thăm chính thức với lễ đón trọng thể. Để Việt Nam đạt được tăng trưởng bền vững, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ nỗ lực của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cải cách hành chính, phát triển công nghiệp, nâng cao năng suất lao động và năng lượng. Tôi xin bày tỏ quyết tâm của tôi tiếp tục phối hợp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để đưa ra quan hệ đối tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, cùng nhau đưa ra một tương lai của ASEAN và thực hiện khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tôi nhất trí những ý kiến của ngài Thủ tướng Shinzo Abe vừa nêu. Việt Nam quan trọng uy tín và vai trò của Nhật Bản trong bối cảnh hiện nay. Việt Nam hoan nghênh ủng hộ những nỗ lực sáng kiến của Nhật Bản nhằm bảo đảm sự thịnh vượng về kinh tế, tự do về thương mại và an toàn hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương trên cơ sở hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Sự nồng ấm của quan hệ giữa hai nước còn được thể hiện qua cuộc tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các nước Mekong. Nhà vua Nhật Bản đã dành thời gian lâu hơn với Thủ tướng Việt Nam để nhắc lại những kỷ niệm về Việt Nam, nhất là tại cố đô Huế. Nhà vua và hoàng hậu đã cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tới thăm mảnh đất kinh kỳ này. Trong chuyến thăm lần đầu tiên tới Việt Nam, cuộc gặp đã để lại nhiều cảm xúc về tấm lòng chân thành, sự quan tâm sâu sắc của nhà vua đối với Việt Nam. Điều này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc coi như là một thông điệp về mối quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước. Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã có những bước tiến dài, phát triển vượt bậc, toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả này có được là do sự vun đắp, nuôi dưỡng của nhiều thế hệ người dân hai nước suốt hàng trăm năm qua. Và nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, phóng viên của chương trình đã đến với Hội An, nơi được coi là khởi nguồn của mối quan hệ giữa hai nước kể từ khi các thương nhân Nhật Bản cập cảng Hội An vào khoảng thế kỷ thứ 16-17. Chùa Cầu tại Hội An được các thương nhân người Nhật xây dựng vào khoảng thế kỷ 17, nên còn được biết đến với cái tên là Cầu Nhật Bản. Chùa Cầu là một trong những dấu ấn của người Nhật tại Hội An còn tồn tại đến ngày nay, và có thể coi là minh chứng rõ nét về bề dày lịch sử quan hệ giữa người dân hai nước. Hai bên cầu đặt tượng của hai con chó và hai con khỉ. Bên trong thờ Bắc Đế Trấn Vũ. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh tàn phá, các thiên tai, hỏa hoạn đã thiêu rụi cả khu phố. Cầu Nhật Bản đã nhiều lần được trùng tu. Ngoài chùa cầu, tại Hội An còn 3 ngôi mộ cổ của các thương gia Nhật Bản có niên đại hơn 400 năm. Đây là một di sản vô giá, minh chứng cho quá trình giao thương, buôn bán và giao lưu văn hóa giữa người Việt và người Nhật vào thời kỳ sầm uất, phồn thịnh của thương cảng Hội An. Một trong 3 ngôi mộ đó giờ nằm trong khuôn viên gia đình bà Dương Thị Xá. Gia đình bà vẫn thường xuyên quét dọn cẩn thận khu vực mộ. Thì ra mộng mộc rồi có thuốc hương rồi đứa tháo tết nhất để bông để đồ đó ra dọn.
Nhưng mà thường họ mua mà có lễ Nhật Việt đô là cô dẫu. Tại Hội An, các nhà khoa học cho rằng phố Nhật xưa tương ứng với đường Trần Phú bây giờ. Tuy nhiên hiện nay không còn dấu vết nào trên đường Trần Phú cho thấy điều này. Trừ những mảnh gốm sứ Nhật Bản, được trưng bày trong bảo tàng chuyên đề gốm sứ Mậu Dịch, nằm tại số 80 Trần Phú. Bảo tàng này thành lập năm 1995 với sự giúp đỡ của các chuyên gia Nhật Bản. Hiện tại, bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật gốm sứ Nhật Bản trong khoảng thế kỷ 15 đến 17, trùng với giai đoạn người Nhật di cư đến Hội An nhiều nhất. Tháng 11 năm 2017, Không gian văn hóa Việt Nam-Nhật Bản đã chính thức được đưa vào hoạt động trong khu phố cổ Hội An, với điểm nhấn là mô hình châu Ấn Thuyền do chính quyền tỉnh Nagasaki, Nhật Bản trao tặng cho Hội An. Và để tìm hiểu kỹ hơn về các dấu ấn Nhật Bản còn lại tại Hội An cho đến ngày nay, phóng viên của chương trình đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia với chương trình. Trước tiên, ông có thể chia sẻ sơ lược về lịch sử của chùa cầu ạ? Thì tương truyền cho rằng là cái cây cầu này xây dựng qua một lạch nước gắn với một câu chuyện con cừu. Nó là một con, ta hình dung là một con quái vật. Nó có cái đầu ở Ấn Độ, cái lưng là Hội An, mà cái đuôi là Nhật Bản. Cho nên là mỗi khi một con cừu nó quẫy được thì nó ảnh hưởng tới cái vùng Hội An cũng như Nhật Bản và Ấn Độ. Cho nên khi người ta làm cái cầu này, theo tương truyền là làm một cái hình như thanh đoạn kiếm để đâm xuống cái lưng con cừu, cho nên con cừu nó không có cục cửa được. Nhưng mà đối với quan niệm của người phương Đông thì nói rằng nếu mà đâm rồi thì con cừu nó chết, nhưng mà khi nó vẫn không quậy phá được, cho người ta mới lập thêm một cái miếu thờ bên cạnh là thờ cho là Trấn Bắc Bắc Đế. Trấn Bắc Đế tức là một cái vị thần ở phía tây núi Nhọc, ở phía tây có khả năng trấn yểm được cái con cừu nó quậy. Và đặc biệt là trong cái quá trình phát triển từ một cái cây cầu mang chức năng là giao thông qua lại, nó trở thành một cái tín ngưỡng rất lớn của cư dân cộng đồng với Hội An, và đặc biệt là nó trở thành cái biểu tượng giao lưu văn hóa giữa Việt Nam Nhật Bản. Cặp tượng hình chó và khỉ trong chùa cầu có ý nghĩa như thế nào thưa ông? Hiện nay xung quanh câu chuyện về các cái tượng ở hai đầu của cây cầu, tức là một đầu là cặp khỉ, một đầu là chó. Thì nhìn chung á, thì cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Có thể nói rằng liên quan tới cái năm xây dựng và năm kết thúc. Nhưng mà nhìn chung thì đối với đây là vật linh, vật thiêng. Để mà trấn yểm hai cái đầu cầu có ý nghĩa về mặt tín ngưỡng, giúp cho cái ngôi cầu và cái nơi đây được bình an, liên quan tới con khỉ và con chó, liên quan tới tín ngưỡng của phương Đông và đặc biệt tín ngưỡng của cái người dân, cộng đồng cư dân Hội An nói riêng. Trải qua hàng trăm năm thì chùa cầu hiện nay cũng đang dần bị xuống cấp. Vậy thì Hội An đang có kế hoạch như thế nào trong việc trùng tu di tích này, và phía Nhật Bản có hỗ trợ gì cho Hội An trong việc trùng tu di tích chùa cầu không ạ? Đối với cây cầu này thì do tương truyền của người Nhật xây dựng, cho nên là phía các chuyên gia Nhật Bản rất quan tâm đến cái công trình này, và người ta cũng sẵn sàng là tham gia về mặt chuyên môn, về mặt kỹ thuật, về tư vấn, về mặt về quan điểm cũng như là về mặt kỹ thuật thì họ sẵn sàng tham gia. Thì hiện nay thì trong cái quỹ để mà cho cái hội di sản kiến trúc của Hội An á, thì phía chưa hòa Nhật Bản, quỹ Nhật Bản cũng có một khoản tiền để phục vụ cho nghiên cứu. Thì còn về cụ thể thì thực ra thì cái này thì trong tương lai thì kinh phí chùa cầu nó không lớn, và phía Việt Nam chúng ta và đặc biệt Hội An cũng có thể là dành được cái quỹ tiền để mà làm việc này. Nhưng cái chính là cần tư vấn về mặt kỹ thuật, thì cái này thì phía Nhật Bản sẵn sàng, chuyên gia Nhật Bản sẵn sàng tham gia để cùng với lại các chuyên gia Việt Nam cùng với lại địa phương để tiến hành trùng tu chùa cầu này, nó đảm bảo tính khoa học. Từ thế kỷ thứ 16-17, các thương nhân Nhật Bản đã đến với mảnh đất Hội An. Và hiện nay tại Hội An đang có rất nhiều người Nhật Bản sinh sống và ngày ngày đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Hội An. Ông có đánh giá như thế nào về mối quan hệ đặc biệt này giữa Hội An và Nhật Bản? Có thể là nói là 400-500 trước thì các thương nhân Nhật Bản đã đến và để lại nhiều cái tình cảm, cái mối quan hệ rất là tốt đẹp thông qua thương mại buôn bán và thông qua hôn nhân.
và cũng để lại cái dấu ấn văn hóa, tạo lên góp phần tạo lên cái đặc trưng văn hóa của cái Hội An, một di sản hóa thế giới. Đó là và thể hiện rất nhiều qua các cái giá trị văn hóa vật thể, các công trình kiến trúc cho đến các cái giá trị văn hóa phi vật thể, ca dao, ví dụ như là hàng trầu, hàng cao là hàng con gái, hàng bánh, hàng trái là hàng bà già, hàng hương hàng hoa là hàng Nhật Bản. Những câu ca dao liên quan tới cái việc giao thương buôn bán, rồi phong tục tập quán, tín ngưỡng để lại nhiều. Và trong những năm gần đây thì với một cái quan hệ như vậy thì các cái chuyên gia Nhật Bản cũng đã đến tham gia với cái dự án từ năm 1993 đến năm 2003, một cái dự án hợp tác nghiên cứu toàn diện về Hội An, bao gồm cả về khảo cổ học, nghiên cứu về kiến trúc, về dân tộc học, thì để lại rất nhiều cái công trình nghiên cứu. Và đặc biệt là gần đây thì các người thương nhân mới của Nhật Bản, thế hệ trẻ của Nhật Bản, thông qua các cái hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản hàng năm tại Hội An, thường gần như tổ chức thường xuyên, đã là 14 năm rồi, thường xuyên như vậy, thì cũng giúp cho tăng cường thêm cái mối quan hệ hợp tác, giao lưu và bền vững lâu dài giữa cái cư dân Hội An và các cái người thế hệ Nhật Bản trong hiện nay, cũng tạo ra cái trong tương lai, nghĩ rằng là cái mối quan hệ này sẽ tốt đẹp và sẽ tạo được cái tiềm năng phát triển kể cả du lịch và văn hóa. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia cùng với chương trình. Vâng, cảm ơn. Tiếp nối các thế hệ cha ông, hiện có nhiều người Nhật Bản đang sinh sống tại Hội An, ngày ngày đóng góp cho sự phát triển của Hội An, làm sâu đậm thêm tình cảm, lòng tin của người dân hai nước. Họ đã đến và ở lại, trở thành một phần không thể thiếu của Hội An, tiếp tục xây dựng những dấu ấn Nhật Bản tại đô thị cổ này. Năm giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, các em học sinh này lại đến ngôi nhà gỗ trên đường Nguyễn Thái Học trong khu phố cổ để tham gia lớp học tiếng Nhật miễn phí dành cho thiếu nhi Hội An. Ông Shigeru Hamada là một trong số các giáo viên người Nhật phụ trách lớp. Ban đầu chỉ là đến Việt Nam du lịch, nhưng khi được người quen giới thiệu lớp học này đang thiếu giáo viên, đầu năm nay ông Hamada đã quyết định ở lại Hội An, ngày ngày dạy tiếng Nhật cho các em nhỏ. Em được học những bài hát là bài hát về quê hương, về những chú ong, về bóng mùa. Em học ở đây 2 năm rồi và em thích nhất là thầy giáo Nhật và những hoạt động ở lớp. Không chỉ dừng lại ở việc học, tôi hy vọng các em mai này lớn lên có cơ hội sang Nhật, đi làm cũng được, đi du lịch cũng được, để các em có thể trực tiếp tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản. Lớp học tiếng Nhật miễn phí dành cho thiếu nhi Hội An do Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Hội An phối hợp với các tình nguyện viên của Hội Tokyo Shirubakai Nhật Bản tổ chức từ năm 2016, với mong muốn các thế hệ tương lai của Hội An vẫn giữ vững mối quan hệ hữu nghị giữa Hội An và Nhật Bản nói riêng và giữa hai quốc gia nói chung. Em rất thích tiếng Nhật. Lớn lên em sẽ qua Nhật để làm ăn. Em thích nhất là hoạt động hát, làm các cái nghệ thuật và được các thầy cô cho ăn những món ăn của Nhật Bản. Thầy có cái tâm huyết là truyền lại cái văn hóa vật Nhật Bản cho mấy em học sinh. Ha. Về văn hóa là thật, nói chung là thầy rất là tận tình với lại học sinh của mình. Nếu như ông Hamada mới chỉ vừa bén duyên với Hội An, thì bà Usuda Reiko đã gắn bó với mảnh đất này được 10 năm. Bà hiện là chủ của một quán cà phê nằm bên bờ sông Hoài. Nhân viên của quán là những người phụ nữ trong vùng có hoàn cảnh khó khăn, được bà Reiko giúp đỡ tạo công ăn việc làm. Tôi đến đây là làm việc đã 7 năm rồi, và cô Sàng cũng rất tốt. Làm việc là nghiêm khắc, không phải như họ mà bây giờ làm giờ chơi, làm xong là nghỉ ngơi cũng được. Bà Reiko thì cũng bình thường, có làm công việc thì kỹ tính, nhưng mà cái tính tình của cô rất là dễ thương. Quán cà phê này của bà Reiko có một hệ thống lọc nước đặc biệt. Nước trong hồ cá này được lọc lại từ nước thải ở nhà bếp và nhà vệ sinh. Suốt nhiều năm nay, bà Reiko đã nghiên cứu các biện pháp lọc nước với mong muốn đóng góp cho việc cải thiện môi trường nước, dòng sông chảy ngay trước cửa nhà. Xin chào bà Reiko, cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình.
Trước tiên bà có thể giải thích vì sao lại chọn đặt tên quán cà phê là Ứ không ạ? Ứ cà phê. Tôi chọn tên quán là Ứ với ý nghĩa nước bị ứ lại, đọng lại. Hội An là vùng hay bị ngập nên tôi chọn cái tên như vậy. Ngoài ra tôi cũng có mong muốn là sẽ có nhiều khách hàng đến với quán ứ lại tại đây như nước vậy. Vậy lý do nào đã khiến bà đến với Việt Nam? Quê tôi ở thành phố Kawasaki, Nhật Bản. Khi đó tôi làm việc tại văn phòng của một tổ chức phi chính phủ. Hàng năm chúng tôi sang Việt Nam từ 1 đến 2 lần để khảo sát. Tổ chức của chúng tôi có một hoạt động là trao tặng xe đạp cho trẻ em tại thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam. Vì vậy tôi hay sang Việt Nam, gặp gỡ nhiều em nhỏ. Có những em bị bệnh, có những em gia cảnh khó khăn, bố mẹ đau ốm suốt. Hay có những em vì không có tiền nên không được đi học. Chúng tôi tặng các em xe đạp với mong muốn giúp cuộc sống của các em một phần nào đó vơi đi khó khăn. Sau nhiều năm thực hiện hoạt động này, bản thân tôi mong muốn đóng góp hơn nữa vào việc giúp đỡ các em nhỏ, nên đã quyết định chuyển hẳn đến Hội An sinh sống. Bà có thể giới thiệu một số hoạt động của mình tại Hội An hiện nay? Hiện tại tôi đang triển khai một số dự án tại Hội An. Thứ nhất là tiếp tục hỗ trợ hoạt động trao tặng xe đạp cho trẻ em tại đây. Tính đến tháng 4 năm nay, chúng tôi đã trao tặng được hơn 12.000 chiếc xe đạp. Thứ hai là tạo công ăn việc làm cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong vùng. Tôi dạy họ tiếng Nhật, tiếng Anh, cách phục vụ khách trong quán của người Nhật, để sau này họ có thể tìm việc ở những nhà hàng trả lương cao hơn. Tôi cũng hỗ trợ các sản phẩm thêu của người dân tộc Cơ Tu. Họ sống ở vùng sâu, vùng xa, nên tôi hỗ trợ họ trong việc cung cấp nguyên liệu, phát triển kênh bán hàng. Sản phẩm thêu Cơ Tu cũng đang được bày bán tại Ứ Cà Phê. Ngoài ra thì như bạn nhìn thấy đấy, Ứ Cà Phê này được xây dựng với tiêu chí thân thiện với môi trường. Tôi không sử dụng điều hòa, gió trời sẽ là yếu tố làm mát quán cà phê này. Nước trong hồ cá này là nước đã sử dụng trong nhà bếp, nhà vệ sinh, được lọc lại và bơm vào hồ. Tôi mong muốn khách hàng khi đến với quán ngắm hồ cá này có thể hiểu được thông điệp bảo vệ môi trường của tôi. Ngoài ra, tôi cũng đang thực hiện một số khảo sát, nghiên cứu với hy vọng có thể cải thiện chất lượng nước của sông Thu Bồn cũng như các giếng nước trên địa bàn Hội An. Từ những nghiên cứu của mình, tôi đang có ý tưởng cùng các sinh viên Đại học Đà Nẵng sáng tác một cuốn tranh truyện lấy đề tài về bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ nguồn nước. Hiện nay, xả rác ra sông là một vấn đề lớn, nhưng để thay đổi thói quen của người lớn thì rất khó. Nên tôi muốn thông qua tranh truyện cùng các em nhỏ bảo vệ môi trường nước, và chính các em có thể trở thành nhân tố thay đổi thói quen của bố mẹ mình. Bà ấn tượng gì nhất với cuộc sống ở Việt Nam? Việt Nam là một vùng đất ấm áp, không chỉ là khí hậu ấm áp, mà tôi muốn nói đến cả tấm lòng, trái tim của người dân Việt Nam. Tôi không giỏi tiếng Việt cho lắm, nhưng hàng xóm xung quanh đây vẫn cố gắng hiểu tôi muốn nói gì, và họ luôn giúp đỡ tôi. Ở đây vào mùa lũ có khi nước ngập đến 1 mét, rất khó khăn. Hàng xóm quanh đây đã bê hộ tôi xe đạp hay các đồ vật nặng lên những nơi khô ráo. Ngoài ra thì đồ ăn ở Hội An cũng rất ngon. Tôi rất muốn nhấn mạnh điều này với tất cả mọi người. Hãy đến Hội An và thưởng thức các món ăn tuyệt vời ở đây. Usuda Reiko năm nay đã ngoài 60 tuổi. Bà đang chuẩn bị mang thùng sữa và những cuốn vở mới này cho các em nhỏ tại một ngôi chùa ở Đà Nẵng. Xin chúc bà Reiko ngày càng có nhiều sức khỏe để có thể hoàn thành những tâm nguyện của mình đối với Việt Nam, nơi mà trái tim bà đã coi là quê hương thứ hai. Vâng, và qua câu chuyện của hai người Nhật tại Hội An trong phóng sự trên, chúng ta có thể thấy được tình cảm khăng khít giữa người dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản, tuy không cùng một dân tộc, không chung một ngôn ngữ. Tình cảm khăng khít giữa người dân đã dẫn đến những mối tin cậy quan hệ hợp tác ở cấp cao hơn. Hiện nay, để giúp Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung phát triển kinh tế xã hội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã và đang thực hiện các dự án hỗ trợ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Và ngay sau đây, hãy cùng tìm hiểu một số dự án mà JICA đang triển khai tại địa phương này trong phóng sự sau. Ngôi nhà cổ tại số 35 Nguyễn Thái Học, Hội An hiện là cửa hàng chuyên về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Quảng Nam. Sản phẩm ở đây rất đa dạng, từ gốm cho đến lụa hay các sản phẩm mây che đan.
Mỗi sản phẩm đều chú thích rõ ràng bằng tiếng Anh về giá tiền, tên nghệ nhân làm ra sản phẩm, địa chỉ trang web và số điện thoại liên hệ. Vì vậy, nhiều du khách nước ngoài đã tin tưởng tìm đến đây để mua các sản phẩm thủ công truyền thống của Quảng Nam. Diện mạo hiện nay của cửa hàng này có được là nhờ dự án phát triển kênh bán hàng thông qua liên kết giữa địa phương với sản phẩm và du lịch do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA thực hiện. Cái đợt mà JICA chưa vô là khoảng dùng một tháng là khoảng 90-100 triệu tiền doanh thu. Sau cái giai đoạn JICA đầu tư vô á thì cái doanh thu nó tăng lên phần trăm rất là nhiều. 10-20-30% mỗi tháng. Quan trọng nhất là nó một làm điểm đến thu hút khách du lịch. Vì ở đây nó có một cái nội dung nữa là nó có trách nhiệm là quảng bá các cái điểm đến, các cái làng nghề tiêu biểu của sản phẩm mà có khách hàng quan tâm á, cho du khách có thể tiếp cận được. Ví dụ như là gốm Lê Đức Hạ, hoặc là làng nghề đúc đồng Phước Kiều, hoặc là có một số cái sản phẩm khác ở các địa phương trên địa bàn Quảng Nam. Không gian trưng bày sản phẩm tại làng lụa Hội An cũng là một trong những thành quả của dự án mà JICA thực hiện. Lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống tại Quảng Nam đã có cơ hội sang Nhật Bản học hỏi cách người Nhật bán sản phẩm như thế nào. Trong dự án này là các bạn Nhật Bản cũng đã đưa các chuyên gia về đào tạo cho các nghệ nhân của chúng ta, rồi các nhân viên của chúng ta cách bán hàng làm sao để mà làm vừa lòng khách, cũng như là cái cách trưng bày sản phẩm như thế nào, và cũng như là cái cách làm sản phẩm để mà thâm nhập các cái thị trường trên thế giới, mà đặc biệt thị trường khó tính là Nhật Bản. Các dự án mà JICA thực hiện tại Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung đều có mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Bắt đầu từ vài năm trước, nước dưới chân khu vực Chùa Cầu bị ô nhiễm nặng, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Hội An. Năm 2014, JICA tiến hành khảo sát chất lượng nước khu vực Chùa Cầu. Kết quả cho thấy chỉ số nhu cầu oxy sinh học BOD là 200mg trên lít, tức là chất lượng nước rất xấu. Sau khi nhà máy xử lý nước thải chính thức đi vào hoạt động, chúng tôi kỳ vọng sẽ giảm chỉ số BOD xuống còn 30mg trên lít. Trước tình trạng này, chính phủ Nhật Bản thông qua tổ chức JICA đã triển khai dự án cải thiện chất lượng nước với số vốn viện trợ không hoàn lại hơn 230 tỷ đồng. Dự án hỗ trợ cải tạo hệ thống kênh dẫn nước thải và xây dựng nhà máy xử lý nước thải với công suất 2.000 mét khối mỗi ngày để xử lý nước ô nhiễm. Cho đến nay thì nước sinh hoạt của người dân chảy thẳng ra sông mà không qua xử lý. Chúng tôi hy vọng có thể đóng góp vào việc cải thiện chất lượng nguồn nước tại Hội An. Tới nay, nhà máy xử lý nước thải đã gần hoàn thiện, dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 11 sắp tới. Để cùng đánh giá về hiệu quả của các dự án hỗ trợ mà JICA đã và đang thực hiện tại Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Ryutaro Kobayashi, Phó trưởng đại diện JICA tại Việt Nam. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Trước tiên, xin ông giới thiệu sơ lược về các dự án hỗ trợ mà JICA đang thực hiện tại Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung. JICA đang có một dự án viện trợ không hoàn lại, 4 chương trình hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở, 2 tình nguyện viên người Nhật đang hoạt động tại Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung. Dự án viện trợ không hoàn lại là dự án cải thiện môi trường nước tại khu vực Chùa Cầu, một địa điểm du lịch nổi tiếng, cũng như biểu tượng của quan hệ hữu nghị Việt-Nhật. 4 chương trình hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở. Thứ nhất là chương trình giảm thiểu khối lượng rác thải theo mô hình đang phát triển tại thành phố Naha, tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Thứ hai là dự án phát triển kênh bán hàng thông qua liên kết giữa địa phương với sản phẩm và du lịch, mở rộng phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, hợp tác với thành phố Minamiboso của tỉnh Chiba. Thứ ba là dự án phát triển du lịch dựa vào cộng đồng. Thứ tư là đa dạng hóa sinh kế thông qua du lịch di sản tại các bản làng nông ngư nghiệp vùng sâu vùng xa,
ví dụ như Cù Lao Chàm. Ngoài ra, JICA còn có hai tình nguyện viên đang hoạt động tại Hội An trong lĩnh vực xây dựng và bảo tồn di sản văn hóa. Được biết, JICA đã và đang phái cử nhiều tình nguyện viên đến hoạt động tại Hội An. Vậy hoạt động của họ cụ thể là gì? Kể từ năm 2003 đến nay, JICA đã phái cử tổng cộng 19 tình nguyện viên người Nhật Bản đến Hội An, với lĩnh vực đầu tiên là kiến trúc. Lĩnh vực hoạt động của tình nguyện viên Nhật Bản từ đó đến nay rất đa dạng, từ bảo tồn, phục hồi đô thị cổ Hội An cho đến quảng bá du lịch, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực. Những tình nguyện viên của chúng tôi hợp tác với người dân địa phương để nâng cao giá trị văn hóa lịch sử của Hội An, một di sản văn hóa thế giới, thông qua việc bảo tồn đô thị cổ, cũng như phát triển du lịch, cải thiện đời sống người dân. Qua đó, chúng tôi cũng hy vọng đã góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Hội An có thể coi là một biểu tượng cho lịch sử mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đây có phải là lý do mà JICA đã và đang triển khai rất nhiều dự án hỗ trợ tại Hội An không, thưa ông? Các dự án hỗ trợ của JICA không tập trung vào một địa phương nào tại Việt Nam cả. Nhưng quả thực, số lượng dự án mà JICA thực hiện tại Hội An nhiều hơn so với các thành phố khác của Việt Nam. Chắc hẳn quý vị đã biết, Hội An và Nhật Bản có một mối quan hệ lâu đời. Tại Hội An ngày xưa đã có cả một khu phố của người Nhật. Quan hệ thương mại giữa Hội An và Nhật Bản rất sầm uất. Ngày nay, không chỉ khách du lịch mà nhiều người Nhật Bản luôn dành sự quan tâm đến Hội An. Vì vậy mà các ý tưởng hay đề án hợp tác cứ thế tự nhiên hình thành. Đây chính là lý do vì sao JICA đã và đang thực hiện nhiều dự án hợp tác tại Hội An, mà dự án cải thiện môi trường nước xung quanh khu vực chùa cầu là một ví dụ tiêu biểu cho mối lương duyên này. Một lần nữa xin cảm ơn ông. Chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên truy cập vào trang web vtv4.vn cũng như là kênh YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại để xem lại các chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.